Mọi người vẽ cho tôi ở đây, ví dụ như là tôi vẽ ra đây. Xét tôi vẽ đây, ví dụ như là curtain drawing này. Bạn sẽ thấy đây, nó sẽ có một cái vách kính như này. Nha. Các bạn chọn này. Các bạn hãy chọn vào cái hiệu chỉnh này. Tôi iso category đi. Nhưng ẩn tất cả đi, giữ lại cái tấm kính này. Chọn này. Này, iso element là xóa lại, ẩn lại có mỗi đối tượng này rồi đúng không? Thì chọn máy kính này, edit thoại này, tôi double click lên, tôi chọn đây là panel, panel 01 chẳng hạn. Thì những cái này nó sẽ ứng dụng sau này nó làm panel đấy, ví dụ như tấm ốp này, tấm ốp panel này, các cái tấm sandwich này, đúng không? Các cái tấm ốp, mọi thứ liên quan đến việc ốp ấy, thì cái này nó sẽ làm được. Thì ví dụ tôi chỉnh chỉnh kích thước ở đây, ví dụ như là module ở đây nó sẽ là 1.000 đúng không, nhân với cả bao nhiêu, nhân với cả 2.000 chẳng hạn, hoặc là nó sẽ có module dài vô tận thì tùy, mọi người hiểu không? Thì bây giờ tôi sẽ vẽ một cái family thay thế cho cái tấm kính này này. Thì tôi vào file này, new này, family này, ví dụ như ở đây tôi chọn nó sẽ là cái tấm ở đây là magic panel đây, nó sẽ là the magic curtain wall panel này, chính là magic wall, magic curtain wall panel này, mọi người thấy đấy không? Đây này, panel này là tấm tường ấy. Thì đây khi vào đây ấy, mọi người sẽ thấy đây là mặt bằng này, còn chúng ta sẽ vẽ trên mặt đứng. Có nghĩa là như thế này nó đang là mặt bằng, tấm tường này đang là mặt bằng đúng không? Thì khi mà chúng ta vẽ mặt đứng, chúng ta vẽ trên mặt đứng này này. Đó, thì tôi vẽ mặt đứng ở đây, thì bạn sẽ thấy đây, ví dụ như tôi cho cao đây 2.000 chẳng hạn, nhá. Chiều rộng đây tôi cho là 1 mét thì mỗi bên 500. Nó co lại vì trên mặt bằng nó đang đim là gì? Equal ấy. Equal thì mình chỉ cần nhập một thông số thôi thì nó sẽ lấy ở tâm ra mà. Mọi người hiểu ý tôi nhỉ? Các cái này nó là tham biến thôi, parameter thôi. Thì tôi vẽ editorial đây. Thì tôi vẽ ví dụ grid đây. Và grid thì các bạn sẽ thấy đi trong đây nó có một cái lệnh là lệnh extrude. Tôi sẽ giới thiệu lần lượt các lệnh này về sau. Đây là lệnh extrude. Nhá. Extrusion, chọn nó extrusion này. Các bạn chọn lệnh rectangle. Các bạn vẽ vào đây thì các đường này các bạn có thể khóa lại được thì để nó di chuyển theo, ví dụ như này đúng không, finish đúng không, đơn giản là finish như này. Và các bạn sẽ thấy đây nó có một cái là cái chiều dày, chiều dày nó cho sẵn ở đây là extrude end là 250, tôi có thể để 500 hay là bao nhiêu đúng không, tùy. Nhưng mà khi mà trong cái lệnh này extrude end này thì ở bên này nó có một cái phần ở đây là associate family parameter. Thì khi mình vẽ này mình có parameter, ví dụ chọn đây, các bạn chọn ra rồi đây thì bên dưới này nó có new parameter, các bạn chọn cho đây là chiều dày chẳng hạn, chiều dày. Các bạn để thoi thì là chúng ta phải vào edit thoi, nó là thành kiểu, còn để instant là nó tùy chỉnh theo theo luôn đối tượng. Nhưng mà thường là bây giờ cái đối tượng này tôi để là thoi, và kích thước này tôi đang để ở dimension, tí tôi sẽ chỉ cho. Ok, tôi chỉ lấy một tham biến là chiều dài, chiều bề dày như vậy thôi. Thì các bạn sẽ vào bên này, nó có family toy, nó có bảng này này, cái bảng parameter này tôi nhập chiều dày đây, ví dụ tôi nhập là 50 này. Cảm thấy không, tham biến nó nhảy không đấy, hoặc là 300 hoặc là bao nhiêu thì sau này tôi tùy ở mức độ, ví dụ như là các cái tấm panel sandwich này nó có thể là dày 50, 100, dày bao nhiêu là tùy ý của mình, thì mình phải đặt tham biến đấy để mình không phải dựng lại cái family nữa. Đúng không? Tôi Ctrl S lại. Thì ví dụ tôi Ctrl S ở đây, các bạn sẽ chọn từ Ctrl S lại. Này. Tôi Ctrl S lại thì trong đây nó có phần là phần family. Family đâu nhỉ này. Thế tôi chọn ở đây nó là panel. Panel. Đây nhá. 01 chẳng hạn. Ok, cái này ứng dụng sẽ rất nhiều thứ. Ví dụ load into project, các bạn load vào dự án, các bạn để chọn vào đây. Edit thoi, các bạn để thay thế ở đây curtain wall panel này. Các bạn chọn ở đây nó là gì? Panel 01 này. Các bạn thấy tấm panel này được ốp vào đây không? Khi vào đây không? Đúng không? Thì ví dụ như sau này các cái khoảng này nó hở ra là bao nhiêu ấy, thì mình sẽ chỉnh family của mình ấy. Đấy nhá, thì sau này mình sẽ chỉnh ở trong cái family này. Các bạn thấy không?
thì tôi về mặt đứng đây này, thì tất cả các family này tôi sẽ không khóa này nữa, mà tôi sẽ offset, và tôi offset không copy vào, ví dụ như là mỗi bên vào tầm khoảng một phân chẳng hạn, đúng không, 10 chẳng hạn. Đây remove này. Thì nó tạo thành cái gì, tạo thành khe thôi, hoặc là mình làm chi tiết nào là do mình thôi, override. Thì mọi người sẽ thấy là đây nó sẽ có tấm, có khe như này, chia tấm này. Nhưng còn sau này mình có khung kết cấu là mình bắt nó vào đây như thế nào, tấm như nào, đúng không? Hoặc là các phần này ấy, các bạn có thể design nó, ví dụ như tôi muốn là cái tấm này nó có thể là màu sắc, hoặc là đặt rỗng, hoặc là ẩn hiện. Nó có nhiều cách để mà chúng ta có thể là, ví dụ như tấm này nó là tấm thép chẳng hạn, đúng không? Tôi nói đơn giản là như này. Được nhá. Finish đi. Các bạn load into project vào dự án đi. Thì đây. Thì cái chỗ này nó không có, bởi vì làm sao? Bởi vì cái tấm này nó không cắt được ấy. Nó cắt qua cái phần phần design này của mình ấy. Thì tấm này thì chúng ta phải làm custom. À, bao nhiêu tấm cuối thì chúng ta sẽ custom, chúng ta đo cái tấm cuối ấy, để chúng ta dồn lại. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Thì cái này tấm này custom, còn bề dày đấy các bạn ấn tab này, các bạn chọn một miếng này, các bạn để là edit này, thì các bạn sẽ thấy edit đây nó có, sẽ có chiều dày là parameter của nó sẽ nằm ở dimension này, các bạn thấy không? Cái parameter của tôi vừa làm ấy nó nằm ở dimension, và cái này nó phải nằm ở trong edit file. Edit file nó sẽ là kiểu panel 1, hoặc chọn đây mình có thể duplicate, nếu mà mình tháo ghi mình ra edit file mình có thể duplicate lên nó kiểu là panel 02 chẳng hạn. Panel 02 nó dày 100 chẳng hạn. Ok, các bạn chọn đây nó dày 100. Ok. Các bạn thấy tấm này nó riêng, tấm này nó dày 100 không? Đúng không? Ví dụ như chỗ này, cái tấm này nó dày 100 này. Đây, bạn thì để thay thế đây là tấm dày 100 này. Đấy. Đó. Thì bạn sẽ thấy là trên cái bề mặt này nó sẽ khác nhau, những cái tấm nào dày 100. Các thấy không? Thì tất cả những cái design này thì cái panel này chúng ta cũng sẽ làm được, ví dụ như chúng ta muốn xây gạch rỗng này, rồi là hoa gió này, hay cái gì gì đấy, thì ta chỉ cần chia module vẽ này, nó cứ vẽ nhanh không mà có gì đâu, đúng không? Các bạn cứ kéo dài ra thì nó sẽ làm sao, nó sẽ tự động có thôi. Được nhá. Tiên là mình sẽ vẽ một cái lệnh extrude. Extrude đơn giản thì mình chưa có một cái mặt phẳng gì thì mình có thể dùng reference này vẽ ra đây, đúng không? Mình chọn đây, mình tên ở đây, ví dụ như là RF1 chẳng hạn. Ok, nó có rồi, đúng không? Có tên rồi. Các bạn chọn đây, FF1 chẳng hạn. Ok. Thì đây, các bạn muốn vẽ cái mặt phẳng đấy thì bạn vào group này. Các bạn này dùng extrusion, đúng không? Extrusion, các bạn chọn tên cho tôi là FF1 này. Ok. Chọn máy, ok. Các bạn show lên. Các bạn nhìn thấy mặt phẳng đấy không? Đúng không? Các bạn có mặt phẳng đây thì các bạn này chọn cái mặt phẳng này, và các bạn chia lưới cho nó, ví dụ như là 1000 chẳng hạn, để các bạn nhìn cho nó rõ hơn. Để các điểm này các bạn bắt điểm với nhau. Thì các bạn vẽ đường cong lên, nếu mà cong đều các bạn thì bắt điểm từ điểm này chẳng hạn. Ví dụ điểm này chẳng hạn đến điểm này. Ví dụ như này cong này đúng không? Finish thì nó sẽ ra một cái máy như này, đúng không? Đúng không? Ok, Cái này có chia được ô lưới không anh? thì máy này nó sẽ chuẩn về grassing. Thì các bạn về grassing các bạn sẽ thấy đây nó sẽ là một mặt phẳng, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chia cái đố kính này cho nó. Đã chọn đây là panel, group panel. Ok, thì các bạn chọn đây layout grid 1, thì các bạn chọn fix number này, đúng không? Các bạn để chọn kính này cho nó này, ví dụ như là 1000, đúng không? Đây, ok, các bạn thử chia đi. Thì đây, còn đây nếu mà muốn chia ngang nữa thì đây vào grid đấy, chia ngang fix distance, ví dụ chọn 2,4 m chẳng hạn. Đấy, ok, như này nó sẽ chia như này, hiểu không? Vào sửa sửa cái đấy. Bây giờ em muốn cái tấm này đúng không? Em có thể chọn đây này, như em có family 1 đây, ví dụ như là chọn đây nó có là 2 m đấy, đúng không? Thì ví dụ như em vào đây này, nó sẽ có curtain wall này,
Đây này, em sẽ chọn là cái panel nào, panel 1 này. Đây này. Đấy. Hiểu chưa? Thì ví dụ như em muốn cái tấm này như thế nào, nó ốp tấm này như thế nào thì mình ốp nó vào thôi. Quan trọng là kích thước của em tính đủ cái panel này. Được nhá, xong hệ kết cấu của em ngoài thì cái này nó có thể làm được façade design các thứ cho thoải mái mà. Hãy subscribe cho